Hãy đồng hành xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Giác quan thứ 6. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Và hãy sẵn sàng cùng với chúng tôi để đón chào những vị khách mời đặc biệt. Đặc biệt đó chính là ban cố vấn rất mới ngày hôm nay chúng tôi. Xin mời hai nghệ sĩ Lê Lộc và Hữu Tính. Đây. Xin chào hai bạn. Kính thưa quý vị, chúng tôi chính là dàn MC cùng với ban cố vấn, ban bình luận rất mới của chương trình Giác quan thứ 6. Tôi với vai trò là MC được giao bởi anh Thành Trung. Anh ấy muốn tìm kiếm một người có thể nối bước thành công đó với những tiêu chí rất là đặc biệt. Thứ nhất là phải có một tình yêu trọn vẹn dành cho Manchester United với màu áo đỏ của họ. Thứ hai là phải một người đàn ông có một cái trực giác. Mà làm sao một người đàn ông có trực giác là một người có trụ cột cho gia đình. Thứ ba là yếu tố đẹp trai. Thứ ba là yếu tố đẹp trai. Anh thiếu cái đó hả? Không có thì đủ, phải có thì mới được xuất hiện đây chứ. Okay, dạ. Ủa còn hai bạn, ủa Lê Lộc, tại sao em thấy thế vị trí của Buka vậy hả? Tại vì á, em nghe nói là cái ban bình luận mà cũ á. Dạ đúng rồi. Vô làm ban bình luận mà bình loạn. À loạn quá. Loạn quá, người chơi đoán sai nhiều quá. À mất tiền. Mất tiền của người ta khiếu nại. Chính vì vậy mời em. Dạ em xin giới thiệu, em có tên là Lê Lộc Tinh Khôi. Ồ, còn em là hữu tính tinh khiết. Tụi em sẽ mang đến cho những người chơi những cái góp ý chân thành sâu sắc nhất. Đúng. Và có lẽ là nó sẽ gần với đáp án nhất. Dạ. Đó. Và làm sao để cho người chơi có được nhiều số tiền. Và sẽ tiền. Có được thật nhiều tiền. Dạ, nói chung là làm tròn trách nhiệm đó. Rất tốt. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn luôn luôn phải đề cao cảnh giác, không để tình trạng mà như ban bình luận cũ đã làm mất tình cảm của hơn nửa showbiz này. Và bây giờ xin mời ban bình luận về vị trí. Thưa quý vị, MC Thành Trung đã có một trực giác rất chính xác khi mời tôi đến đây để có thể nối bước thành công của anh ấy để cùng đồng hành với Giác quan thứ 6. Nhưng đối với tôi, từ trước đến nay tôi cứ nghĩ mình là một người không có nhan sắc, nên cái trực giác của mình nó cũng thuộc tầm thấp thôi. Bởi vì tôi sẽ không phải đề phòng quá cao những cái vệ tinh nó xung quanh. Nhưng còn nếu những người đẹp hơn tôi thì sao? Họ sẽ có trực giác như thế nào? Ngày hôm nay tôi đã mời đến đây hai nam nghệ sĩ có nhan sắc rất tuyệt vời từ tôi nhân đầu nhân ba trở lên. Đó chính là ca sĩ Lục Huy và người mẫu Hải Nam. Wow, wow. Chào hai bạn. Wow, đôi trẻ ngày hôm nay nhìn tông xuyệt tông quá. Đôi trẻ mình đã quen biết nhau được bao lâu rồi? Bọn em quen biết nhau cũng được 3 tháng thôi nhỉ? À, vài tháng vài rồi đấy tháng. Đủ thân thiết để hỗ trợ cùng với nhau. Dạ. Nhưng mà đến với chương trình này không chỉ là riêng về tài năng thôi, sở trường đâu, mà còn là trực giác, trực quan của mình nữa. Dạ. Em cũng có giác quan thứ 6 đấy. Vừa rồi là em là giác quan thứ 6 là em bị cuồng chân. Mỗi lần mà cuồng chân là có gì nè? Hôm nay giác quan thứ 6 của em là em linh cảm là ban cố vấn sẽ cố vấn cho bọn em được chiến thắng. Bởi vì là ban cố vấn cũ là bị ra đảo bởi vì cố vấn toàn thua rồi. Em nghĩ là sẽ cố vấn cho bọn em chiến thắng hôm nay. À, đấy, linh cảm. Là mỗi lần có linh cảm tốt á là ảnh hay bị cuồng chân. Dạ. Còn Lục Huy, em thì linh cảm của em hay lắm. Em là có một cái thế lực siêu nhiên nào đấy nó tác động đến em. Ghê vậy, tâm linh quá vậy. Có những cái biểu hiện rất là lạ thường, ví dụ như là mỗi lần mà em có được cái giác quan là em thật. Trời, ghê vậy. Em ngứa mắt hả? Ngứa mắt hả? Hay là CPU bị rồi lỏng RAM lỏng hãy nhớ. Hay là em biết là sẽ có một cái điều gì mách bảo cho em trả lời đúng được câu hỏi đấy. Thì nữa là em sẽ cứ bao giờ là em như này là em đúng đấy. Như vậy thì cái trực giác này có giúp Hải Nam trong công việc của mình nhiều hay không? Dạ, trực giác của em thì cũng giúp đỡ em một vài phần trong công việc. À, nó sẽ giúp em phán đoán được là cái này có ích cho công việc của mình hay không. À, bữa nay em đoán rồi, với cái sự sánh thiện mà tinh khí cái tinh khôi của ban bình luận á, bữa nay họ có giúp em hay không? Có chị nhỉ? Có. Chắc có nhỉ? Có. Lục Huy nè. Dạ. Như là nhận định của anh thì nhan sắc nó sẽ quyết định đến cái sự trực giác. Như những người nào mà nhan sắc thấp trung bình giống như là MC đi thì cái sẽ tỷ lệ thuận với trực giác nó cũng sẽ rất là thấp. Còn như là hai bạn đi, nhan sắc rất là đỉnh thì không biết là trực giác nó có chính xác hay không? Em nghĩ là cái đấy nó cũng hên xui lắm anh ạ, làm sao mà nói thế được. Nhiều khi tất cả mọi người đấy, mỗi người đều có một cái trực giác khác nhau mà. Thì em nghĩ là em cũng sẽ tin vào trực giác của mọi người thôi. Số đông nhiều khi là sẽ chiếm lợi thế hơn. Còn bạn nghĩ ngoại hình có quyết định đến trực giác không? Em nghĩ là ngoại hình không quyết định đến trực giác. Vậy hả? Dạ vâng. Oh. Em nghĩ là độ nhanh nhạy của anh Hiếu Tín và độ đáng yêu của chị Lê Lộc thì
cái trực giác nó sẽ còn mạnh hơn cả bọn em. Đúng rồi. Và ngày hôm nay sẽ đưa bọn em đến chiến thắng. À vâng, phải chiến thắng mọi người nhá, không lại ra đảo tiếp đấy. Nhiều máu, chuyện hay, nhiều máu. Hai đứa phải tin chị chứ. Em tin chị. Tin chị nha. Cái nét diễn sâu sắc quá. Tin chị nhiều lắm chị à. Trời ơi, dữ kìa. Lấy lắm nè. Thì theo em nghĩ coi thì cái trực giác nó liên quan tới ngoại hình và nhan sắc không? Em có cái trực giác rất là hay. Bởi vì á, em hay thường hay nằm mơ nha. Mà những giấc mơ nó ấn tượng á, là tự nhiên một thời gian sau em lại thấy nó ở ngoài đời nha anh. À. Mấy em nhớ nha, khi nào mà chị nói ý cái này chị thấy trong mơ rồi là mấy em phải tin chị. Đó, chính xác nha. Khi mà chị nói thấy một cái là mấy số sau nó ra. Ủa vậy? Đúng cái lời đọc nói nãy luôn. Mấy số tuần sau nữa. Anh sao vậy? Mình bình luận chứ không có bình loạn anh. À quên. Hy vọng là trợ giá của bạn sẽ chính xác để hỗ trợ cho hai nghệ sĩ chúng tôi. Dạ. Rồi, cảm ơn ba bình luận rất nhiều. Và bây giờ xin mời hai trai đẹp chúng tôi về vị trí. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy đến với không gian dành cho hai thí sinh ngày hôm nay. Họ đang bước vào phòng thi. Bước vào phòng thi chúng ta phải có những bạn thi cùng với mình. Đó chính là Lục Huy và Hải Nam. Bên cạnh đó sẽ là một bộ đề gồm 6 nhân vật bí ẩn và 5 ô số. Trong 5 ô số này đang ẩn chứa 5 giá trị tưởng thưởng khác nhau: 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Wow. Trong quá trình dự thi, các bạn được phép dùng phao. Và xin giới thiệu hai cái phao đang ngồi ở hàng ghế bàn bình luận. Và có gì thắc mắc thì cứ hỏi họ. Họ sẽ đưa ra những lời tư vấn dành cho các bạn nhé. Và lưu ý, trong 3 vòng thi đầu tiên, các bạn được quyền sử dụng 3 phương án để có thể trợ giúp cho mình. Một, đó chính là ngôi sao may mắn để nhân đôi số điểm thưởng. Hai là loại trừ 50%. Phương án thứ ba đó chính là hỏi nhanh, đáp nhanh để mình có thể tìm hiểu thật là kỹ trong vòng 1 phút để khai thác thông tin những người chơi. Và trước mặt các bạn đó chính là 5 con số với 5 điều bí ẩn ở đằng sau. Không biết ô số nào sẽ sở hữu số tiền thưởng là bao nhiêu. 5 ô số bí ẩn cùng với 6 vị khách mời ngày hôm nay. Ai đây? Wow. 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 Quen lắm, là từ thời nhỏ là thấy rồi. Đây toàn là những nhân vật quen thuộc trong những cái bộ truyện tranh mà bọn em tranh thường phim rất là ngày xưa. Lục Huy chắc là đọc truyện tranh nhiều đúng không Lục Huy? Vâng. Hải Nam đọc nhiều không? Dạ em đọc sương sương. Đâu đâu điều mình nhìn nhận sơ sơ sương sương nhẹ nhẹ qua 6 nhân vật này, các bạn đoán xem là họ có tính cách hay là ngoại hình ra sao? Số 1 là Luffy. Luffy trong One Piece. Với một gương mặt trẻ như vậy, đẹp như vậy, mà với một ngoại hình hóa trang vậy làm nghề gì? Em thấy cái tường đứng rất là chắc. Em nghĩ cũng có thể là diễn viên hoặc là người mẫu. Nói về chắc là cái chị thủy thủ vậy chắc nhất. Đúng, chị rất mỏi nhưng chị phải chắc. Nhân vật công lý ta phải chắc. Với nhân vật số 2, với bộ đồ rất quen thuộc này, chắc chắn là khỉ con Sudoku rồi, trong 7 viên hợp đồng. Nhìn anh này thì đúng là khá là giống với kiểu võ sĩ đúng không? Mà chẳng lẽ chương trình là làm dễ thế, lại để cho mặc đúng bộ đồ võ sĩ xong rồi lên đóng cái vai thế? Ai biết được, cuộc đời này đâu biết được chữ ngỡ. Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó. Rồi còn đến với nàng Sailor Moon, thủy thủ mặt trăng thì sao? Các bạn đoán xem, những người nào làm những công việc mà có thể giơ bàn tay suốt cả ngày mà không mỏi á? PG. PG, đúng rồi, peng. Hợp lý ha. Em nghĩ là giáo viên. Giáo viên hả? Ta viết bản nhiều quá, viết bản liên tục. Hợp lý. Mày phải khỏe, không mỏi. Đúng rồi. Với vị trí số 4. Lần đầu tiên mà em thấy nhân vật này luôn á. Em cũng lần đầu tiên thấy. Nhưng mà em nghĩ về cái thế cầm quạt này chắc là chuẩn bị tung lên múa một bài. Nghệ sĩ múa hả? Nghệ sĩ múa. Rồi còn anh chàng số 5 quá quen thuộc luôn. Vô Diện. Đây là cái phong thái rất là quen thuộc và là huyền thoại luôn á. Một món đặc sản của Vô Diện luôn á. Bịt mặt này có thể là một người nào đó cũng nổi tiếng trên mạng xã hội chẳng hạn. Chắc phải giấu ấy. Hay che mặt, đúng rồi, che. Một nhân vật nổi tiếng, có thể là một thành viên của nhóm Unify hoặc là nhóm X-Pro. Đúng. Ôi dồi, tưởng mà biết đâu sau đấy lại là Cody hay là Còn nhân vật số 6 thì sao nào? Naruto. Đúng không anh? Naruto đó. Naruto. Mà cái gương mặt giống Kendrick, có thể anh này làm rapper. Em thì cũng đang nghĩ là ca sĩ hay gì đó. Tại vì cái trái cổ của anh bự quá. Em hát hoài mà sao nó không to lên hát? Chị chưa chắc là cái con bự rồi, đó em. Trái không? Dạ. Trái này thì nó sẽ làm dày rộng lên thôi. Nó trầm hơn. Anh cứ hát một bài để em bè cho anh đó. Cứ hát đi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Đó, thấy chưa? Rõ ràng người ta có trái cổ, mặc dù nó nhỏ, nó mỏng hơn thì cái giọng người ta sẽ cao. Và bây giờ, trước khi biết được những phần chia sẻ cụ thể hơn để chứng tỏ rằng nhan sắc có tỷ lệ thuận với trực giác của hai trai đẹp của chúng tôi ngày hôm nay hay không, xin mời quý vị đừng chú kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
Quý vị đang đến với vòng thứ nhất của giác quan thứ 6 được mang tên ấn tượng đầu tiên. Trước khi chúng ta lựa chọn những ô điểm có được những số tiền thưởng tương ứng, chúng ta hãy lắng nghe lời chào của anh chàng số 1. Xin mời. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Một câu nói rất quen thuộc của nhân vật Luffy mà mỗi lần xem phim tôi đều nhớ tới. Và cũng bởi vì nhân vật này có những phần tính cách rất giống tôi ở ngoài đời. Một khi tôi đã muốn làm điều gì đó thì chắc chắn tôi sẽ phải làm được. Mọi người hãy đoán xem tôi là ai nhá. Đó là lời chào đầu tiên. Còn bây giờ sẽ là nhân vật số 2. Hít thở 1 và 2 và 3. Bụng hớp, ngực nở, thẳng hai tay này ra. Cứ mỗi lần tập thể dục thì tôi phải bật cái bài này lên mới có thể vận động được. Ngộ ghê không? Ngộ thiệt. Cũng nhờ luyện tập thể dục thì tôi mới có cơ thể săn chắc như thế này. Tôi là một fan của Son Goku, hãy đón xem tôi là ai. Dễ thương. Trời, nhờ tôi vậy đó mà tôi mạnh khỏe vậy nè. Vậy cảm giác mạnh mẽ dễ sợ. Cảm giác không có cái cột mốc á. Nhờ tôi tập thể dục thường xuyên mới mạnh mẽ như thế này. Nhìn rất là đáng yêu luôn á. Chắc có thể ảnh là một huấn viên thể hình thì sao? Có vẻ hợp lý đấy. Người ta ít nấu rồi người ta làm nhiều. Còn nhân vật số 3, xin mời thủy thủ mặt trăng. Tôi rất thích những điều diệu kỳ và phép màu. Vì vậy những cô nàng thủy thủ mặt trăng luôn là nhân vật hoạt hình mà tôi yêu thích. Tôi có niềm đam mê với phim hoạt hình, du lịch. Và đặc biệt là tôi rất yêu mèo. Vậy mọi người đón xem tôi là ai? Yêu mèo, thích du lịch, một cô nàng rất là năng động. Y chang thủy thủ mặt trăng. Bên cạnh đó thích sự biến hóa. Cô nàng này có thể là một vlogger. Sau cái lời giới thiệu thì em đoán cô này làm make up. Đúng rồi, hợp lý. Bởi vì nãy cô nói là cô yêu thích phép màu rồi đó. Đúng rồi. Mà make up là người ta sử dụng màu nhiều lắm. Bản màu ghê gớm. Đúng rồi. Chứ còn vlogger là người ta nói chuyện rành mạch lắm. Và bây giờ sẽ là lời chào đến từ nhân vật số 4. Bạn là nhân vật hoạt hình nào? Xin chào tất cả mọi người. Với bộ trang phục này, mọi người có biết đây là nhân vật gì không? Không ạ. Một nhân vật rất điển trai của Nhật Bản, Jintoki. Còn tôi, hãy đoán xem tôi là ai nhé. Jintoki. Em ruột của Jin Tuấn Kiệt á. Vậy hả? Ủa, tức là cũng làm ca sĩ. Nhờ nhiều khi ca sĩ. Có thể nha. Trời ơi, có thể đó. Còn nhân vật số 5 mới là khó nè. Lưu Diện ơi, lên tiếng đi. Tôi thích màu đen. Hả? Thích những điều huyền bí. Tôi nghĩ ngay đến nhân vật Vô Diện, một nhân vật đặc trưng của Nhật Bản. Để thông tin bí mật hơn, tôi không bật mí đâu. Hãy đoán xem tôi là ai. Công nhận dễ đoán lắm luôn á. Bí ẩn mà bí ẩn ngay cả cái giọng nói nó rất là hợp với cái bộ trang phục này. Em lại càng khẳng định có thể người này lại là một người quen. Thay đổi giả giọng nói của mình luôn. Đúng. Che mặt. Thay luôn giọng nói. Rất có thể. Khó đoán quá. Số 5 là khó đoán nhất đấy. Và bây giờ sẽ là lời chào đến từ anh chàng Naruto số 6. Tôi là fan hâm mộ của anime và những bộ phim của hoạt hình Nhật Bản. Tôi rất thích và yêu mến nhân vật Naruto bởi vì tôi thích tính cách của họ. Hãy đoán xem tôi là ai nhé. Nhìn giống như là kiểu làm IT hoặc là làm cái nghề gì liên quan đến đồ họa thiết kế. Đầu óc là... Đúng rồi. Phải nhìn đâu, nhìn vào màn hình nhiều mới bị cận nè. Đúng rồi. Đó chính là 6 lời chào của 6 nhân vật của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta hãy tập trung vào 5 con số. Hai bạn hãy chọn đi. Hôm nay mình có 2 người, mình chọn số 2 chứ đi. Chọn số 2. Hợp lý. Như vậy các bạn ấy sẽ chọn số 2. Không biết đề bài sau số 2 sẽ là gì và số tiền bao nhiêu chúng ta chưa biết. Nhưng mà ban nguyên luận hãy đoán xem sau số 2 đó là bao nhiêu tiền. Em nghĩ là 5 triệu. 5 triệu, còn Hữu Tính? Thì em cũng nghĩ vậy, thường vô cái ít khi vô số tiền lớn này. Với sự lựa chọn là số 2, hãy cho tôi biết được từ khóa là gì nào. Trình dược viên, đây chính là một nghề nghiệp đặc trưng dành cho những bạn đã học về ngành dược và sau đó đi tư vấn cho những nhà thuốc để họ có thể mua những sản phẩm đến từ công ty dược của mình. Phải có khả năng nói, phải nói giọng du dương giống như là anh số 1 hay chẳng hạn. Đó, là nói ngọt 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 là mấy cô như là Lê Lộc mua liền. Tiếp theo là phải có sự thông minh. Anh số 1 này nói năng lưu loát, em nghĩ là tư vấn ok. Đẹp trai nữa chứ. Em á thì em lại đoán là cái anh số 2 á. Tại sao? Cái giọng của anh số 2 mọi người nãy nghe rất là nhỏ nhẹ, ngọt ngào, dễ thương. Theo cái ngoại hình bên ngoài thì em đoán là anh số 2. Vòng này công nhận là khó thiệt, em nghĩ là cũng cần phải tìm một cái phương án nào đấy. Hải Nam và Lục Huy quyết định đi, có xài quyền ưu tiên hay không? Đúng không? Dùng. Dùng quyền ưu tiên đó là? Dùng quyền 50-50. Như vậy Lục Huy và Hải Nam đã lựa chọn quyền ưu tiên, đó chính là loại bỏ 50% số lượng nhân vật không phải là trình dược viên. Xin mời, 3 người không phải là trình dược viên sẽ ở vị trí số 1, 4 và 6. Như vậy là cả hai nhân vật 1, 6 của Hải Nam đều không phải là trình dược viên.
Wow. Ba vị trí còn lại là số 2, số 3 và số 5. Một trong ba bạn này sẽ là trình duyệt viên. Thấy chưa? Mà số 2 là gây được ấn tượng đối với Lê Lộc đấy. Nhưng mà Lê Lộc có thay đổi gì không Lê Lộc ơi? Không, em vẫn giữ số 2. Còn Hữu Tính thì sao nào? Em cũng nghĩ số 2 có nghĩa là mình nhìn có vẻ là sáng sủa, ăn nói nhẹ nhàng. Không ai để ý tới cô số 3 sao? Lúc đầu nếu mà nói là dược sĩ thì em nghĩ là có thể là cô số 3. Ừ. Vì nhìn rất là hợp kiểu khéo léo, xong rồi tư vấn được cho khách hàng. Nhưng mà trình dược viên nó là một nghề khác. Đó là vừa marketing mà vừa là có khả năng bán thuốc nữa. Nhìn chị lại không có cảm giác đó nhiều lắm. Đúng rồi, cái này nói đừng buồn nha. Nghĩ là trình dược viên thường mấy người đó phải trắng kẻo một chút. Ủa thuốc mà, thuốc dược mà chứ phải là kem mà bán thuốc hay là gì, người ta ở trong mát mà. Em để ý mà, có nghĩa là mấy người bán thuốc thường trắng mà. Nhưng mà người ta đi bán là mấy tiệm thuốc ở ngoài đường không mà. Người ta đem bán trực tiếp luôn mà. Ừ thôi, chắc là ban cố vấn đi. Mình chỉ nghĩ 2 hoặc 3 thôi. Thì số 3 mình đã nghĩ không phải thì chắc chắn số 2. Bà số 5 kệ bà. Lục Huy và Hải Nam hãy đưa ra quyết định của mình với vòng đầu tiên đây nào. Số 2. Chốt nha. Chốt đáp án. Chốt đáp án. Đáp án đã được chốt. Nào, giai đoạn thứ 6 hãy tiết lộ kết quả. Và trình duyệt viên là vị trí số... số 3. Cô nàng thủy thủ mặt trăng của chúng ta mới chính là trình dược viên. Đó là nỗi buồn số 1 thôi. Bây giờ sẽ là nỗi buồn số 2 nè. Lập ra ô số 2 là bao nhiêu tiền nè. Năm triệu. Ghê thiệt. May quá. Bài bình luận hay quá. Đoán tiền thì hay lắm. Đoán nhân vật sai chết luôn. Khó lắm tưởng vậy. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe lời chào đến từ nhân vật số 3, cô nàng Trình Dược Viên. Chào em. Dạ em chào. Nãy giờ em đứng thế đó mỏi không? Dạ mỏi. Hèn chi anh thấy cái tay từ vị trí cao nó thu dần về vị trí thấp. Nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên em xuất hiện trên sóng truyền hình hay sao? Đúng không? Dạ đúng rồi. Hèn chi có sự hồi hộp. Dạ. Mất bình tĩnh nhẹ nhẹ xíu. Nhưng mà đối với cái công việc này thì chúng tôi thật sự rất ấn tượng và khiến cho tất cả mọi người đều bị đánh lừa hết. Nào, giới thiệu thật là kỹ về mình đi nào. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Nữ Như Hiếu. Công việc của em hiện tại là trình dược viên. Thì nói kỹ hơn là em thì không phải là đi thông tin cho nhà thuốc mà là em thông tin trực tiếp cho bác sĩ tại bệnh viện. Cho bác sĩ dạ, luôn. Giống như là một cái sản phẩm của cái công ty. Người ta đưa ra những cái thông tin, những công dụng chỉ định và tác dụng phụ, những cái khuyến cáo thì em là người trực tiếp thông tin đến cho bác sĩ là sẽ kê toa như thế nào. Như vậy công việc này của em gặp những thuận lợi hay khó khăn ra sao? Thì hiện tại em cũng đang may mắn nên là em thấy nhiều thuận lợi hơn là khó khăn. Như vậy rất nhiều bác sĩ tin tưởng vào những dòng sản phẩm mà em giới thiệu. Bởi mình dễ thương mà. Mình ăn nói ngọt ngào nhẹ nhàng thì bác sĩ nào cũng phải nghe thôi. Em chỉ có mỗi cái nước da đen thôi. Cái này nói đừng buồn nha. Nghĩ là trình dược viên thường mấy người đó phải trắng kẻo một chút. Em chỉ có mỗi cái nước da đen thôi. Đó, ghim nhẹ cái vụ ngâm ngâm nha. Ồ cái này với nước da ngâm là do bẩm sinh hay là do em đi làm nhiều quá em bị ngâm? Dạ cả hai. À cả hai luôn. Dạ. Tại vì là năm ngoái là em đi du lịch xuyên hết một năm luôn nên là em thích có sở thích là phơi da ngoài đường. Vậy đó, đi du lịch là tạm dừng công việc lại hả? Dạ. Dừng cái một năm luôn hả? Trời ơi, đi hết nguyên một năm luôn. Tại là trước đây em dành thời gian để học. Nhưng mà thời gian học của em là 9 năm. Và vừa học vừa làm luôn nên là em không có thời gian để đi chơi nên là em để dành ra một năm để em đi. Tự thưởng cho mình đúng không? Dạ. Chúc mừng bạn đã đánh lừa được thị giác của tất cả ban bình luận và người chơi. Nhưng mà tiếc quá, nhân vật nữ xinh đẹp duyên dáng duy nhất ngày hôm nay đã phải ra về, đó chính là Như Hiếu. Tạm biệt bạn, cảm ơn Như Hiếu rất nhiều. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Giác quan thứ 6. Và bây giờ sẽ là vòng 2 được mang tên Cảm quan. Thì đương nhiên độ khó của đôi bài sẽ cao hơn. Nhưng ngược lại thì số lượng người khách mời ngày hôm nay cũng đã giảm bớt. Hy vọng sẽ giảm bớt áp lực dành cho hai bạn Lục Huy và Hải Nam. Ngay sau đây xin mời hai bạn hãy lựa chọn con số dành cho mình. Còn 1, 3, 4, 5 các bạn lựa đi. Lúc nay bạn số 3 mình để bạn ấy ra về mất rồi. Hay là bây giờ mình lại chọn số 3? Hay là chọn số 3? Là một sự tri ân.
À Tri Ân hả? À, mình phải sửa cái sai của mình. Các bạn lựa chọn số 3. Số 3. Dạ. Và bây giờ sẽ là từ khóa nằm ẩn sâu con số 3. Xin mời. Hát giọng nam và nữ. Wow, một khả năng đặc biệt. Cha cha cha. Còn 5 vị trí 1, 2, 4, 5 và 6. Ai là người có khả năng hát cả giọng nam lẫn giọng nữ? Nên là nếu mà hát được giọng cả nam lẫn nữ là chứng tỏ bạn này cũng phải có khả năng thanh nhạc. Nghĩa là cũng phải được đào tạo trường lớp. Cũng có thể là anh số 6. Nếu mà theo như chị Lê Lộc nói là về cái ít hầu to thì có thể là... Nhưng mà nãy em nói là nếu mà to thì là giọng trầm đúng không? Trầm hả? Thì là hát giọng nữ có được không? Khó. Là cũng hơi khó. Nhìn anh cũng có vẻ hơi cứng quáp so với lại cái kiểu mà có thể hát được giọng nam giọng nữ. Theo anh nghĩ nha, cái phong thái nha, thì anh nhìn ở đây người số 4 là cái phong thái hát nhất nha. Kiểu là hơi hơi giống opera rồi. Đúng. Cũng có thể đấy, em thấy cũng có rất là thanh nhạc đó. Hát được cả giọng nam giọng nữ, như vậy là nói chuyện họ cũng có thể nói được giọng nam và giọng nữ. Thì nãy giờ mình giao lưu nghe sơ sơ rồi, giọng của ai mềm mỏng, có khả năng biến tấu thành nữ nhất? Nếu mà thế thì em lại hơi hơi thiên hướng về phía hai anh bên này. Đấy. Anh số 1 thì giọng kiểu lưu loát, hơi hơi biến đổi nhiều. Anh số 2 thì mềm mỏng đó. Ừ, số 2 cũng vậy luôn. Hồi nãy á, anh Tính có nói bạn số 4 là đang khả nghi nhất. Em cũng lại đang nghi ngờ bạn ấy luôn. Tại vì hồi nãy cái lời giới thiệu của bạn ấy á, rất là ngắn gọn. Quá ngắn. Ờ. Giấu nghề. Giấu cái giọng đi. Đúng. Thật ra những người mà hát á, mà hát khỏe đó nha. Dạ. Yeah. Người ta dùng từ giống như dày cơm lắm á. Chứ yeah. Nhìn không có mỏng manh đâu. Khi mà hát cao hoặc là cái lực á, cái bản ngực này nè, bùng dữ lắm. Anh Tính giọng rất là dày, thấy dày cơm không? Đúng, đúng. Tao xỉa nên ta đang nói bản ngực vậy. Anh thử thử một đoạn cho mấy bạn tin là gì. Thử coi, trời, Tính hát video hay lắm mà. Thế gian cùng tuế nguyệt. Thấy cái bộ không? Bụng cung vinh luôn. Ghê không? Vẫn hát mà. Em phân vân số 1, số 4. Tại vì một người thì có cái khả năng nhìn có vẻ là sẽ hát được, còn một người thì lại có cái thần thái có thể biểu diễn được ra hai kiểu đó. Nhưng mà nếu mà trong hai bạn em chọn, chị chọn bạn số 4 nha. Thần thái nhiều hơn. Đúng. Thần thái. Giờ sao, các bạn có sử dụng quyền ưu tiên không ạ? Có, em sử dụng quyền ưu tiên hỏi anh số 4. Rồi, hỏi nhanh đáp nhanh. Dạ. Các bạn sẽ có 1 phút là giao lưu với là nhân vật số 4. Các bạn không được quyền hỏi những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp của anh ấy, hay là khả năng đặc biệt, hay là dính dáng đến từ khóa là hát được giọng nam và giọng nữ. Dạ. Và bây giờ 60 giây để giao lưu với số 4 bắt đầu. Bạn tên gì, bạn tên gì? Xin lỗi, tôi không trả lời câu hỏi này. Bạn đã từng tham gia cuộc thi nào chưa? Thi gì cũng được, thi học kỳ cũng xin được. Lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Ê, cái giọng này là hay nhà, giọng này hay nhà. Quê quán, hỏi quê quán, nhà cửa đâu, số giấy, số nhà. Quê bạn ở đâu? Thành phố Bắc Giang ạ. Bắc Giang, Bắc Giang, Giang. Nữa là khu vực quê Bắc. Được ạ. Bạn có người yêu chưa? Mình... Có vợ luôn này. Thần tượng, hỏi thần tượng. Thần tượng của anh là ai? Bản thân mình. Bản thân mình luôn. Quá dữ thiệt. Khó vậy. Căng quá. Anh có thích ca hát không? Hết giờ. Đã hết 60 giây, chúng ta đã có được một vài thông tin. Đầu tiên là chất giọng của anh ấy, thứ hai là quê quán, thứ ba là cái tư duy về bản thân. Có thấy cái chất giọng rất nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nè mấy bạn nhìn đi, nhìn từ trên xuống dưới, tại sao anh mặc đồ đó mà anh lại mang đôi giày bốt? Đôi này là phải đi diễn là mới có này. Anh đang muốn trình diễn cho mình coi cái gì đó. Đúng. MC ít khi nào mang bốt lắm. Ban bình luận hãy đưa ra phần tư vấn cuối cùng của mình dành cho người chơi đi. Tin chị đi, cái này chị thấy trong mơ rồi cưng. thấy lâu rồi, giờ nó mới xuất hiện nè. Xuất hiện tuần này hay tuần sau? Chị nằm mơ, chị thấy rõ ràng, chị thấy số 4 mà trong cái giác quan thứ 6 lãnh 10 triệu. 4 thứ 6 10 triệu. 4 6 là 10 triệu. 10 triệu. Đúng rồi, nhưng có liệu đúng thời điểm hay không? Đúng rồi. Các bạn, họ tư vấn các bạn nên lựa chọn số 4. Chốt đáp án bằng cách bấm chuông đi. Thế rồi em cũng cuồng chân này. Em cũng cuồng chân. Cuồng quá hay số 4 vậy? Mắt em tật. Lên tới. Hey, số 4. Nào, xin mời. Số 4. Số 4 đó chính là lời chốt đáp án của hai bạn Lục Huy và Hải Nam. Xin mời giác quan thứ 6 hãy tiết lộ kết quả. Chúc mừng các bạn. Như vậy là các bạn có niềm vui đầu tiên là rắn trúng. Niềm vui thứ hai nó sẽ bự hay là xương xương nhỏ nhỏ ở đây thì thuộc vào số tiền thưởng nằm ẩn đằng sau con số 3. Nào, số 3 ơi, hiện ra số tiền thưởng như nào. Wow!
25 triệu không mới tin được. 25 triệu một con số tiền thưởng cao tuyệt đối trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón sự xuất hiện của anh chàng số 4 có khả năng hát giọng nam và giọng nữ. Xin mời. Một lần nữa xin mời bạn hãy giới thiệu đôi nét về mình. Xin chào tất cả mọi người, xin chào hai bạn và xin chào chị, xin chào anh. Em tên là Trần Tùng Anh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là ca sĩ. Và sở trường của bạn là dòng nhạc nào? Sở trường của Tùng Anh là dòng nhạc opera thính phòng một quê hương đất nước. Ủa bạn ơi, bạn biết mình hát được cả giọng nam và giọng nữ lâu chưa? Để mà hát được giọng nam và nữ thì của Tùng Anh thì từ rất là lâu rồi, từ nhỏ cơ. Tò mò quá, muốn nghe thử quá, mọi người muốn nghe không? Muốn có, chứ. Có, em muốn nghe thử. Mong chờ. Nào, xin mời quý vị khán giả đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần trình diễn của nhân vật rất đặc biệt này. Tất cả mọi người. Nãy giờ em coi mà không rời mắt được luôn á. Quá hay, mà cái giọng nữ quá hay. Mà chuyển từ giọng nam sang giọng nữ rất là mượt luôn đấy. Một tràng pháo tay dành cho Tùng Anh, cảm ơn bạn rất nhiều. Hay quá. Xin cảm ơn phần trình diễn của ca sĩ Tùng Anh. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng đến với vòng thi tiếp theo được mang tên Trực Giác. Và bây giờ xin mời hai người chơi Lục Huy và Hải Nam hãy lựa chọn một trong ba con số còn lại, 1, 4 và 5. Điều bí ẩn nào đang nằm sau ba con số này đây? Thì mình tri ân, mình lấy số 4 đi. Tiếp đi. Mình cảm ơn. Số 4, hãy lộ diện từ khóa trước tiên nào. Đây sẽ là gì đây? Mô hình siêu nhỏ. Mô hình siêu nhỏ có thể là sưu tầm, lắp ráp, sưu tập, lắp hay là thi công, hay là sản xuất. Em thì em đang hướng thẳng con mắt vào anh số 6. Vì với một cái mái tóc bồng bềnh theo cái phong cách kiểu rất là truyện tranh á, với đôi mắt cận như vậy thì khả năng cao là có thể thích những cái mô hình. Tại vì những cái nhân vật truyện tranh thì thường kiểu đa dạng ấy, tóc tai nhiều kiểu khác nhau, nên là khả năng cao là em đoán là anh số 6. Các bạn đang xét về thị giá là về con mắt. Nhưng mà để có được cái thói quen vừa sưu tập mà vừa tạo ra những mô hình siêu nhỏ là phải có đôi tay rất khéo léo. Trên sân khấu chúng ta đang có được hai nhân vật số 1 và số 2 tự tin khoe tay nè. Không, em thấy là Vô Diện là khoe tay nhất. Đúng. Này đó. Khoe này. Kéo léo mà đeo bằng tay vô sao đeo bao tay thấy rõ ta. Anh số 6 anh cũng đang giấu cái tay mình. Đúng. Nhiều khi giấu tay là giấu nghề đấy anh. Đúng. Khó chỗ đấy. Nào, ban bình luận ơi.
cho đôi lời tư vấn đi ạ. Dòng này thì anh tư vấn số 6. Số 6. À, thứ nhất là cũng giấu tay rồi các kiểu ha. Còn chị thì chị lại nghĩ số 2. Em cần cái giấc mơ của chị cơ. Khúc này em mơ chưa? Khúc này chưa mơ tới. Hay là bây giờ hay chị ngủ thử đi. Chị ngủ một giấc đi xong rồi. Chị ngủ là số sao mới ra được. Số sao mới ra, lúc đó tụi em đã quá trễ rồi. Rồi các bạn, mình chọn ngôi sao may mắn đi. Dạ vâng, bọn em chọn ngôi sao may mắn. Với lời chốt, đáp án là? Em thì em thiên về số 6. Anh cũng thiên số 6 nhiều hơn. Chọn đi, chốt đi. Chốt nha, chốt đi. Số 6 nha. Số mấy? Số 6 nha. 6 nha. Chốt, bấm chuông. Chốt số 6. Và sự lựa chọn của họ đó chính là số 6 với ngôi sao may mắn. Và bây giờ sẽ là phần tiết lộ kết quả. Xin mời. Số 5. Ok. Trời ơi, không có buồn. Trời ơi, chất quốc luôn, từ ban bình luận cho tới người chơi. Trời ơi, em xin. Em khoan, em cho anh nói trước đi. Lúc đầu em nói với anh Tính là em chọn số 5. Cái anh Tính cãi em, anh Tính nói là trời em, cái người mà giấu tay, giấu mặt là phải người làm trong nghệ thuật mới giấu tụi mình được. Ừ. Trời ơi. Số 4 là bao nhiêu tiền đây? Họ đã mất bao nhiêu tiền rồi, xin mời. 1 triệu. Ờ, 1 triệu đi, 1 triệu đi. Và bây giờ xin mời vô diện. Bước lên đây nào. Đối diện nhau nào. Hãy cho tôi thấy được gương mặt của anh đi. Anh vô diện. Wow. Trời ơi, thấy chưa? Mà cũng sáng sủa lắm. Vậy mà anh chọn vô diện chi. Anh ơi, anh giới thiệu đôi nét về mình đi ạ. Mình tên là Trần Giang Nam. Mình là thiết kế đồ họa, nghề chính của mình. Còn nghề sở thích của mình là mô hình siêu nhỏ, hay gọi là người ta gọi là mini art. Tại sao anh có sở thích này? Việt Nam mình là ít người chơi cái lĩnh vực này. Có người thì là chơi về mô hình bằng cm, là làm những mô hình về những cái mái nhà tranh nhỏ, hay là những cái gì mà nó về thôn quê. Còn mình là chọn mô hình, cái size của nó là cỡ khoảng là micromet khối. Micromet. Đúng rồi. Và còn trên thế giới thì người ta sẽ có người chọn là nanomet khối, nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn micromet khối, và lúc đó là phải nhìn qua kính hiển vi. Thì mình sẽ chọn mức trung bình là micromet khối, và sử dụng bằng mắt thường để mình chơi cái lĩnh vực này. Một cái sản phẩm hoàn thành của anh đó thì nó bự cỡ nào anh? Nó trung bình là khoảng cỡ khoảng 7mm khối. Trung bình 7mm khối. Là anh nhắm ra mềm là nó vậy ha? Nó đúng rồi, nhỏ hơn 1cm khối. Nhỏ hơn 1cm khối nữa, nhỏ xíu vậy nè. Ôi. Ngày hôm nay, đối với phim trường của Giác quan thứ 6, thì không biết là anh có mang theo những sản phẩm, những cái siêu phẩm của mình để mọi người cùng chiêm ngưỡng không? Tất nhiên là có, mình sẽ đem đến và cho tất cả mọi người và các bạn cùng thưởng lãm. Dạ, xin mời mọi người cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là bộ sưu tập những mô hình siêu nhỏ đến từ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân Giang Nam. Ngay sau đây chúng tôi sẽ mời ban bình luận cũng như là người chơi đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên bước lên đây để tận mắt chứng kiến những cái siêu phẩm cực kỳ nhỏ với tỷ lệ ô thật ấn tượng. Rồi hai bạn qua đây, hai bạn qua đây. Thiệt nói mà hơi thở qua nhẹ nhẹ để không nó đổ bể hay nó bay mất. Sao anh có thể làm được mấy cái đầu riêng thành hình mấy con giáp này được anh? Cái con đó là con nguyên khối, là mình phải làm mà phải lựa sao? Không, mình phải lựa từng que diêm một mà nó có cái thớ đào, chứ không nó sẽ bị rớt ra, nó sẽ anh bị hỏng. Nhìn cái nguyên liệu trước, một hộp diêm thì mình sẽ chọn được khoảng 4 đến 5 cây thôi. Wow, là phải cây đẹp đẹp là cái như là cây cái gỗ nó phải cứng. Đều đó, một tập 10 hàng giáp. Anh ơi, mấy cái này mình làm bằng cái gì chất liệu anh? Chất liệu thì mình làm bằng những cái chất liệu xung quanh mình, như là mùn cưa, hay là những cái vật liệu xung quanh như là vỏ bao thuốc, hay là những cái gì mà xung quanh mình á. Dạ. Em khoái chiếc xe đạp thì nó bằng cái gì vậy? Đúng rồi, cái đó là nó bằng mấy cái tụ tụ điện mà biến thế mà của mấy vi mạch á. Cái lõi điện bên trong. Ui, đúng rồi. Quá chừng luôn. Mình làm như vậy lâu không? Mình làm một cái mà mình làm chưa làm bao giờ thì khoảng mất 3 tháng, còn mình làm quen rồi thì khoảng 3 tuần. Cảm ơn anh rất nhiều. Và nếu như quý vị cảm thấy yêu mến bộ môn này, hãy tìm kiếm đến những trang Facebook cũng như là những cổng thông tin của anh Giang Nam. Cảm ơn anh Giang Nam rất nhiều. Và đây xin đón chào quý vị đang quay trở lại với Giác quan thứ 6. Hãy sẵn sàng với Lục Huy và Hải Nam đối diện với thử thách tiếp theo được mang tên Lập Luận. Bây giờ hãy
chọn cho tôi một trong hai con số còn lại. Bây giờ mình chọn số 1 nha. Ừ, và em sẽ chọn số 1. Số 1, từ khóa mà chúng ta sẽ tìm hiểu sẽ là gì đây? Hả? Kỹ thuật viên chụp X-quang. Như vậy là đây là một người hoạt động trong môi trường y tế. Kỹ thuật viên chụp X-quang sẽ là ai trong số ba nhân vật bí ẩn này? Bạn Quỳnh Luận ơi, cho tôi nghe ý kiến. Em thấy anh số 1 á là có vẻ là nhìn có vẻ không có y tế cho làm. Hơi là baby xíu đúng không? Còn cái anh số 6 đúng không? Thì cái nét của anh á, cái thần thái của anh á không phải là làm trong ngành y đâu. Linh cảm như vậy. Mặc quạo lắm, tại vì làm ngành y người ta phải thân thiện. Đúng rồi. Ít ra là anh số 2 có được cái điều đó. Tại vì cái ánh nhìn của anh ta cho mình cảm giác là anh ta rất là một cái người rất là có tâm á. Đúng rồi. Hữu Tính có nghĩ vậy không hay là nghĩ ngược lại? Không, em nghĩ giống vậy. Em nhìn thấy anh số 2 nhìn mặt rất là tin cậy. Anh số 2 này mặc vô cái áo blue là ngon cơm liền. Đúng rồi. Chế độ chân em lại cảm giác nữa rồi. Em nó qua nó lại về. Không lòng nữa. Cái cảnh này không? Có lâu rồi đó, bây giờ nó mới ra nè. Nam Huy, chốt kết quả đi. Số 2 ha. Anh số 2 ha. Lựa chọn các bạn là bọn em quyết định là anh số 2. Số 2, bấm chuông đi. Anh số 2. Số 2 đã được lựa chọn. Xin mời giác quan thứ 6 lộ diện kết quả. Giấc mơ của Lê Lộc có trở thành hiện thực hay không? Lựa chọn của Nam và Huy có chính xác hay không? Kết quả là xuất sắc, rất chính xác như vậy. Nhân vật số 2 là kỹ thuật viên chụp X-quang. Nhưng mà số 1 là nhiêu tiền? 1 triệu hay 15 triệu? 1 triệu là em muốn. Đúng là được. Xin mời số 1. Cúp thịt. Như vậy là 25 cộng 1 là 26 triệu. Đó là số lượng tài sản của bạn đang nắm giữ trong tay. Xin mời kỹ thuật viên chụp X-quang. Bạn hãy giới thiệu đôi nét về mình nào. Dạ chào mọi người, em tên là Lại Thế Hoài Trung. Em là kỹ thuật viên chụp X-quang ạ. Hoài Trung, bạn hoạt động trong công việc này bao lâu rồi? Dạ được 8 năm rồi. Trời ơi, 8 năm rồi, chụp X-quang được 8 năm rồi. Vậy hồi trước bạn học chuyên ngành nào? Dạ, chẩn đoán hình ảnh ạ. Wow, bà chụp mày có ảnh hưởng gì tới cái nhãn cầu của mình không? Có ảnh hưởng gì mắt không? Dạ, em cận. À, bạn bị cận. Có bạn có cận mà. Bà rõ ràng cố gắng giấu cặp mắt kiến đi. Và thật sự cũng rất ấn tượng với cái sự hiền lành của bạn nữa. Với một cái ngoại hình rất là sáng. Nhưng mà thật sự môi trường hoạt động và làm việc của anh ấy nó khá là tĩnh lặng. Bạn có hơi nào hay buồn không? Có buồn dạ, không ạ? Không, bạn tìm niềm vui trong cuộc sống và công việc mình bằng cách nào? Thì mình giúp đỡ những người đó trong bệnh viện nhiều hơn. À, giúp đỡ dạ. Rất nhiều bệnh nhân trong bệnh viện dạ. Với rất nhiều hoạt động thiện nguyện ở trong đó dạ. Cùng với các y bác sĩ khác. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và trong suốt 8 năm qua, có những điều gì thuận lợi hay khó khăn mà bạn muốn chia sẻ với mọi người không? Bên em thì công việc hơi nhiều nên hơi áp lực chút xíu thôi anh. Tại vì cái lượng khách rất là đông mà. Bạn đang hoạt động ở đâu ạ? Dạ, em làm bên bệnh viện Chợ Rẫy. Nào, chúng ta dành một tràng pháo tay dành cho anh chàng kỹ thuật viên chụp X-quang rất điển trai của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Forever xin chào quý vị đang quay trở lại với giác quan thứ 6. Và bây giờ sẽ là vòng cuối cùng được mang tên quyết định. Và đương nhiên là chỉ còn một ô số là ô số 5 thôi. Và chắc chắn số tiền thưởng bên trong đó chính là 15 triệu đồng. Giờ anh số 1, anh số 6 còn lại trên sân khấu. Tôi tưởng tượng giống như là Olysee với Caric vậy đó. Nhưng mà cụm từ liên quan đến một trong hai nhân vật này sẽ là gì đây? Xin mời. Hả? Trời ơi, hay chưa tôi nói mà. Ca sĩ liên quan tới cái Olysee Caric. Mọi người thấy cái dáng đứng của anh số 1 không? Cái phong cách ngẩng mặt lên như này này.
Là em nhìn thấy là hồi xưa em cũng hay có cái kiểu diễn đấy. Bởi vì là cái anh số 1 nên lúc giới thiệu anh nói rất là dứt khoát và dứt khoát, kiểu đứng trước nhiều người đám đông nhiều rồi. Cái giọng anh cũng rất là thanh. Nhưng mà số 6 cũng rất là cá tính, kiểu underground á. Từ khóa chỉ có hai từ là ca sĩ, không biết giọng nhạc nào. Rap cũng được mà bóp ballad cũng được, cải lương cũng có vậy. Nhưng mà em nghĩ đi ca sĩ không có ai đi diễn mà mang dài xương đan gì hết trơn á. Không, cái này là chương trình sắp xếp. Chị biên tập. Chị ghê lắm, chị biên tập ghê lắm. Ngay lúc đầu là chị đã nói anh số 6 là có thể là ca sĩ. Em thì cũng đang nghĩ là ca sĩ hay gì đó. Tại vì cái trái cổ của anh bự quá. Không, nhiều khi em thấy là trái cổ bự quá đấy, cũng hơi khó hát. Bạn Tùng Anh nãy là cũng Bắc Giang, giọng cũng hao hao vậy. Mấy người giọng giống nhau là hát hay. Cũng hơi xui lắm. Đúng. Số 1 á, tính ra trắng trẻo á, làm ca sĩ nó giống hơn. Rồi, như vậy là sự tư vấn của ban bình luận sẽ là em chọn số 6. Anh chọn số 1. Ồ, 50-50 bên vị trí của ban bình luận. Em thì em đã có hình dung ra được cái tiết mục cuối cùng luôn rồi. Tiết mục cuối cùng là gì? Tiết mục cuối cùng sẽ là anh số 1 đứng hát, anh số 6 đứng đàn. Đó, nhìn rất hợp lý luôn. Và quyết định cuối cùng là Số 1. Số 1, bấm chuông. Chốt đáp án số 1. Bây giờ sẽ là một màn nó căng thẳng hơn rất nhiều, có khi sẽ khiến cho các bạn phải lung lay về cái lập trường của mình. Đó chính là tiết lộ từ khóa cuối cùng của một trong hai nhân vật này. Xin mời. Đàn cello. Đàn cello là đàn gì á? Là cái đàn to to đùng mà. Hình dạng nó rất giống cái đàn violon nhưng mà nó rất là to. Đàn là cái tay phải to lắm. Tay số 1 thon lắm. Như vậy là bạn nghĩ là số 6 sẽ chơi đàn cello. Đúng rồi. Còn phần trăm cao sẽ là ca sĩ. Chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ biết được kết quả. Xin mời giai quan thứ 6 lộ diện kết quả. Lục Huy và Hải Nam, đừng bao giờ tin lời phụ nữ. Hoặc có nghe thì cứ tin ngược lại. Chúc mừng các bạn, như vậy là vị trí số 1 nhân vật này chính là ca sĩ. Và ở vị trí số 6 nhân vật này chính là một nhạc công chơi đàn cello. Xin mời hai bạn. Xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình. Xin mời nhân vật số 6 ạ. Xin chào mọi người, mình tên là Trung Nguyên. Mình hiện là sinh viên năm 3 của nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là bạn đã học đàn được 3 năm hay là đã học từ trước đó rồi? Thật ra thì mình xuất thân từ môn piano. Mình đã theo piano được chắc cỡ chừng 7 năm rồi. Wow. Mình đến với solo cũng là một sự ngẫu nhiên thôi. Trong một cuộc thi thì mình có đi khi xong thì mình có qua các khoa khác mình coi. Thì mình nghe được tiếng đàn solo của một bạn. Thì mình gọi là đã fall in love with lại cái tiếng đàn đó. Cái đàn đó. Và mình quyết định bỏ ngành học hiện tại và theo học cello tới đây là 5 năm rồi. Wow. Như vậy thì học cello nó sẽ khó hơn hay nó dễ hơn so với những nhạc cụ khác? Và nó có cái điểm tương đồng nào với violon à? Trong dàn nhạc mình ví violon như một người nữ hoàng, âm thanh cao vút. Thì những cái tiếng đàn cello sẽ là những cái bè trầm và lấy những cái người nam, người ta hát lên những cái bè trầm của người ta. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ xin mời lời giới thiệu đến từ anh chàng số 1 ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Hà Đức Tâm ạ. Em đến từ Nghệ An và hiện tại thì em là ca sĩ tự do tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thấy chưa, nghe giọng nghe ngọt ghê sợ. Ca sĩ là cái chắc rồi. Em hát thể loại gì? Bình thường thì gu âm nhạc của em thì đó là những dòng nhạc có tiết tấu như EDM hoặc là R&B ạ. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng đến với phần trình diễn của hai chàng trai trẻ tài năng của chúng tôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông.
rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nỗi bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau, chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Rộng lớn chỉ là anh đôi khi có nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Oh, oh, vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Nhờ Lê Lộc mà bài hát thêm sinh động. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một bản hòa tấu đến từ tài năng của bạn Trung Nguyên với sự đệm đàn piano của nghệ sĩ Thụy Sang. Xin mời. Thank you.
chuyên nghiệp. Xin cảm ơn Trung Nguyên và Thùy Sang rất nhiều. Chúc mừng hai bạn Lục Huy và Hải Nam ngày hôm nay rất xuất sắc, đặc biệt là niềm tin tuyệt đối dành cho ban bình luận cũng như là ban cố vấn của chúng tôi. Và số tiền thưởng các bạn đang có trong tài khoản của mình đó chính là 41 triệu. Đây, thẻ ngân hàng của các bạn đây, vừa mới in ra luôn, đã có tên của chủ tài khoản, đó chính là đôi trẻ của chúng tôi, Lục Huy, Hải Nam. Xin mời hai bạn nhận thẻ. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc để chúng ta rút tiền. Nhưng mà mệnh giá sẽ được như thế nào đây? Tùy thuộc vào quyền lựa chọn của các bạn vào ba màu nút này. Chọn màu gì? Ngẫu nhiên sẽ là những kết quả như sau. Đó chính là chia đôi giải thưởng, nhân đôi giải thưởng và giữ nguyên giải thưởng. Dạ. Và bây giờ xin mời các bạn đưa thẻ vào trong khe. Xin chào mừng hai quý khách Lục Huy và Hải Nam. Và bây giờ để kích hoạt thẻ cũng như là rút tiền để xài, xin mời quý khách vui lòng bấm một trong ba nút bên dưới. Theo như em đoán nhá, màu xanh là màu của hòa bình, màu của hy vọng. Anh nghĩ là mình cứ nghe ban cố vấn tiếp đi. Ban cố vấn vẫn còn giá trị lợi dụng. Xin mời các bạn hỏi ý kiến của ban bình luận. Lộc thì thấy sao? Em thì em thích hai màu đó, màu xanh và màu đỏ. Rồi, mình chọn màu còn lại. Mình chọn màu còn lại. Màu vàng, đúng. Tôi đang định nói là tôi thích màu vàng. Lần này thì em lại đồng tình với chị Lê Lộc. Tại màu vàng thường là màu phản bội đó. Hay kiểu thế lắm đấy. Đúng rồi. Không, cái gì nó bình thường ấy, nó ngược lại. Cái đó là trong cuộc chơi thôi. Bây giờ mình hết rồi, nghe lời chị. Đụng với tiền bạc thì nghe tới phụ nữ đi. Không, vậy nè, em nói như vậy vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Đó là cuộc chơi thôi, bây giờ bên ngoài nghe lời chị. Thiếu như chị cho. Thiếu như chị cho. Gia đình chị đang khó khăn lắm cưng. Thời gian không còn nữa. Đèn nào? Đèn vàng nhé. Em sẽ chọn đèn vàng. Bấm đi. Ok nhé. Phụ nữ gì mình nghe cái đi được lại. Đúng. 82 triệu, một con số kỷ lục của chương trình. Rất tuyệt vời, kính thưa quý vị. Và chương trình ngày hôm nay đã ghi nhận được một kỷ lục mới của giác quan thứ 6. Đến từ Hải Nam và Lục Huy đã gặt hái được 82 triệu. Chà, kỳ này ban tổ chức cũng nặng gánh lo toan lắm nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn ban cố vấn và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với giác quan thứ 6. Xin quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc chúng tôi vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và đồng hồ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 82 triệu. 82 triệu. 82 triệu. Bình luận nha, bình luận nha. Đừng quên bình luận. 82 triệu.